Trong ngày hôm nay, đương Guric Vilic, TVT tung vào sân đội hình rất mạnh. Hai trợ lý của trọng tài trọng thư trong ngày hôm nay là các ông Trịnh Văn Lương và Lê Văn Thành. Trọng tài thứ tư ông Ngô Mạnh Cường, giám sát trận đấu ông Trần Huy Đức và giám sát trọng tài là ông Đặng Thanh Hạ. Đội xuất phát của Hải Phòng ngày hôm nay gồm có số 30 thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, số 4 Trần Văn Học, số 5 Nguyễn Anh Tuấn, số 6 Nguyễn Minh Châu, số 9 Diego Fagan, số 12 Vũ Thanh Tùng, số 15 Đào Văn Phong, số 27 Hồ Văn Thuận, số 28 Ma Jaffi, số 29 Nguyễn Văn Nam và số 39 là Đồng Đức Thắng. Huấn luyện viên trưởng của Hải Phòng là ông Đại Lân Ke, một người Anh. Đại Lân Ke từng là trợ lý của Văn Thanh Hùng ở đội tuyển Việt Nam trước đây. Đây là Đại Lân Ke, người đã từng là một cầu thủ của câu lạc bộ nổi tiếng Leeds United. Đội xuất phát của Hà Nội TVT ngày hôm nay gồm có số 1 thủ môn Dương Hồng Sơn, số 5 Nguyễn Văn Biển, số 6 Bùi Văn Hiếu, số 7 Hector, số 10 Nguyễn Văn Quyết, số 11 Phạm Thành Lương, số 14 Nguyễn Hồng Tiến, số 20 Gonzalo, số 22 Nguyễn Quốc Long, số 39 Hoàng Vũ Sam Sơn và số 40 là tân binh người Trinidad và Tobago, Sirut Daniel. Huấn luyện viên trưởng của TVT vẫn là ông Phan Thanh Hùng. Vào lúc này, những trợ lý của Phan Thanh Hùng vẫn là những khuôn mặt quen thuộc: Văn Sĩ Sơn, Chu Đình Nghiêm và Trần Tiến Anh. Đây là thời điểm mà ở Hải Phòng thời tiết đã dịu mát. Cách đây khoảng nửa giờ đồng hồ trời vẫn rất nóng, có thể nói là rất khó chịu. Và như vậy, hiệp một trận đấu giữa HRTT và Hải Phòng đã bắt đầu. Như vậy là trọng tài đã rút còi nhưng chưa thật sự bắt đầu. Bây giờ thì trận đấu mới thực sự bắt đầu. Văn Học, Diego Fagan. Fagan là tiền đạo người Jamaica. Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu. Văn Quyết, pha cản phá của Trần Văn Học, cầu thủ trước đây thi đấu cho Đà Nẵng. Văn Biển, Minh Châu, đường truyền của Đức Thắng, Diego Fagan vẫn còn. Bước chạy của Fagan rất đẹp. Fagan trước đây từng tỏa sáng ở đội Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ đá biên là Văn Học. Chuyền vào, đánh đầu, rất tốt. Tỷ số được mở cho đội chủ nhà. Một pha chuyền vào rất tốt từ cánh trái của Hồ Văn Thuận. Trận đấu đã khởi đầu rất sôi nổi và ở phút thứ 3, đội chủ nhà đã hoàn thắng mở tỷ số. Tác giả bàn thắng mở tỷ số vừa rồi là Đồng Đức Thắng, cầu thủ gốc Hải Phòng. Chúng ta xem lại pha đi bóng và chuyền vào rất tốt của Hồ Văn Thuận. Ở bên trong, Đức Thắng đã chọn đúng điểm rơi. Đức Thắng đã bật lên và mượn lực của đối phương rất khôn ngoan. Đức Thắng chủ động nhảy trước để đè đối phương và đã chọn đúng điểm rơi. Anh đã ghi bàn thắng thứ hai ở mùa giải V-League năm nay. Có lẽ có một cầu thủ nào đó mới có con và các cầu thủ ăn mừng theo điệu đưa nôi. Lúc này Đức Thắng là vị trí hiếm hoi gốc Hải Phòng trong thành phần đội bóng thành phố Cảng. Sam Sơn đã nổi nóng. Pha va chạm giữa Sam Sơn và Văn Nam. Hành động không thể chấp nhận của Sam Sơn. Chắc chắn là sẽ có thẻ. Vừa rồi thì trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư cũng đã dính trưởng trong một tình huống va chạm. Ban tổ chức đã phải nhắc khán giả rất bình tĩnh. Đó thật sự là hành động sẽ gây ra những quá khích nơi khán giả. Hành động của Samson có thể nói là rất khó chấp nhận. Cầu thủ đội khách mà có hành động như vậy thì sẽ
khiến cho cổ động viên rất dễ quá khích. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Văn Nam đã chơi tiểu xảo, Samson ngã. Tiếp một tiểu xảo nữa của Văn Nam. Sau đó là một tình huống bỏ bóng đá người của Samson. Đồng Đức Thắng là người đã lao vào để cà khịa với Samson. Đúng là những cái đầu nóng trong một ngày rất nóng ở phía Bắc. Trận đấu đang phải tạm dừng và chắc chắn sẽ có ít nhất 2 chiếc thẻ nếu trọng tài bắt đúng. Rất có thể sau tình huống này sẽ có đội bị mất người. Ở V-League vào lúc này, trọng tài Nguyễn Trọng Thư là người được coi là có kinh nghiệm. Nguyễn Trọng Thư là con trai của Nguyễn Văn Mùi, người từng là một trọng tài rất nổi tiếng. Các trợ lý Văn Phụng và Xuân Thành ngoài phòng đã phải ra để ngăn cản các thủ. Thẻ đỏ dành cho Samson. 2 thẻ đỏ. Thêm một chiếc thẻ vàng. Trận đấu đã nóng lên rất sớm. Bình thường thì TT thường chơi tốt ở sân Lạch Tray. Tuy nhiên ngày hôm nay có thể sẽ khác khi mà đội chủ nhà sớm có bàn mở tỷ số. Đồng Đức Thắng đã phải nhận thẻ đỏ cùng với Samson. Mỗi bên chỉ còn lại 10 người. Đức Thắng và Samson đều đã thiếu kiềm chế, có thể nói là rất đáng trách. Đức Thắng và Samson đều là những vị trí rất quan trọng ở đội bóng của mình. Có lẽ là ban tổ chức nên cách đi Samson và khán giả. Khán giả Sen Lạch Tray đang rất phẫn nộ trước hành động của Samson. Chúng ta đều biết là cầu thủ Hải Phòng vốn nổi tiếng là cuồng nhiệt và đôi khi quá khích. Samson lập tức được đưa vào phòng cách ly. Đồng Đức Thắng cũng được đưa ra ngoài sân bởi trợ lý của đội Hải Phòng Phạm Đức Hợp. Đức Hợp trước đây là một tiền đạo đã từng qua đội tuyển dự SEA Games. Trận đấu sẽ trở lại với 10 người cho mỗi bên khi mà Đức Thắng và Samson đều phải nhận thẻ đỏ. Theo chúng tôi thì trọng tài chính Trọng Thư đã xử lý chính xác. Văn Nam là người đã phải nhận thẻ vàng tiếp theo. Quốc Long, Thành Lương không việt vị. Hector, pha cản phá của anh Tuấn, cầu thủ từng là một tuyển thủ quốc gia. Anh Tuấn đã bị đau ở đầu mùa giải. May anh Tuấn từng có ý định giải nghệ, tuy nhiên sau đó anh vẫn gắn bó về phòng. Trên ghế dự bị của Hải Phòng ngày hôm nay có cao thủ Đinh Xuân Việt, Hoàng Đình Tùng, Lê Sĩ Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Hoàng Ngọc Hùng, Đặng Việt Phương, Vũ Ngọc Thịnh. Trên ghế dự bị của TT ngày hôm nay có cao thủ Nguyễn Văn Dũng, Lê Hồng Minh, Phan Đỗ Nhật Tân, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Hải An, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Văn Công và Sầm Ngọc Đức.
Thành Lương. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất sôi nổi với nhiều tình huống va chạm. Chúng ta xem lại pha phạm lỗi của Thành Lương. Thành Lương phạm lỗi, tuy nhiên anh cũng đã cố gắng để không xảy ra một tình huống va chạm mạnh. Anh đã có độ trùng của chân khi vào bóng. Daniel, Văn Biển, Văn Hiếu, Thành Lương, Văn Quyết. Văn Quyết. Ma Javi, Thành Lương. Văn Quyết đối mặt. Tỷ số trận đấu được sai bằng 1-1. Cao thủ Hải Phòng đá BVB không thành công và phải trả giá. Văn Quyết rất bình tĩnh, xử lý chuẩn xác trong tình huống đối mặt. Ở lượt đi, Văn Quyết cũng đã ghi bàn vào lưới Hải Phòng. Và vừa rồi là bàn thắng thứ 6 của anh ở mùa giải V-League năm nay. Đây là bàn thua đáng tiếc của Hải Phòng. Rõ ràng Văn Quyết không việt vị. Cầu thủ Hải Phòng đã với việt vị không tốt, họ dâng lên cao và không hiểu nhau. Pha xử lý rất chuẩn về kỹ thuật của Văn Quyết. Như vậy là trong mùa giải này, cả Đồng Đức Thắng lẫn Văn Quyết đều ghi bàn trong cả hai trận đấu TVT gặp Hải Phòng. Vào sân sẽ là Hoàng Đình Tùng, Hồng Tiến. Trong ngày hôm nay, đội chủ nhà đã chủ động đá rát để hạn chế khả năng kỹ thuật của cao thủ TVT. TVT vốn là đội bóng chơi kỹ thuật với nhiều ngôi sao. Pha đạp bóng rất nguy hiểm. Đó là hậu vệ cánh Văn Nam. Tình huống xứng đáng phải nhận thẻ. Đình Tùng vào sân thay cho anh Tuấn. Anh Tuấn đã bị chấn thương và phải rời sân. Ma Javi, Minh Châu. Minh Châu năm nay tròn 30 tuổi. Pha va chạm giữa Minh Châu và Thành Lương. Họ là những người không lạ gì nhau. Ăn cơm đội tuyển đã nhiều năm. Thanh Tùng. Cầu thủ trẻ Thanh Tùng đang chơi tốt ở giữa sân. Diego Fagan. Dứt điểm. Tỷ số trận đấu được nâng lên 2-1. Rất chính xác của tiền đạo người Jamaica Diego Fagan. Tận dụng sai lầm hoàng thủ TP với Hải Phòng. Đó là bàn thắng thứ 3 của anh ở mùa giải năm nay. Như vậy đến lúc này những người đã ghi bàn trong ngày hôm nay đều là các thủ ghi bàn ở lượt đi. Fagan cũng đang ghi một bàn ở trận lượt đi. Cú đá mạnh và Diêu Hồng Sơn đã không thể cản phá. Hồng Tiến là người đã bị thất thế. Một kiểu ăn mừng rất quen thuộc của Diego Fagan. Thành Lương. Đây đang là phút thứ 19 hiệp 2 của trận đấu. Hải Phòng vẫn đang dẫn 2-1. TVT là câu lạc bộ đã 2 lần vô địch V-League.
Tuy nhiên họ chưa một lần giành quốc gia. Văn Hiếu, Gonzalo phạm lỗi. Thẻ vàng dành cho Gonzalo. Gonzalo đã khá nhiều lần phạm lỗi ở những tình huống bóng bổng. Ở những mùa giải trước, Gonzalo thực sự là hung thần của Hải Phòng. Anh rất có duyên bàn vào lưới Hải Phòng. Đến lúc này thì Hải Phòng đã cố gắng phong tỏa Gonzalo. Cầu thủ đang nằm trên sân là Công Minh. Pha va chạm giữa Văn Biển và Công Minh. Không biết là ông Miura, tân huấn luyện viên của đội Việt Nam đang nghĩ gì khi chứng kiến những pha bóng như vừa rồi. Văn Biển, Văn Hiếu. Nguy hiểm. Tỷ số được sang bằng 2-2. Thêm một lần chúng ta thấy sự lợi hại của Gonzalo. Như vậy là ở những mùa giải gần đây, Gonzalo đã ghi 9 bàn thắng vào lưới Hải Phòng. Con số rất ấn tượng. Gonzalo chính là người đã bật lên tạo ra những rắc rối, và chính anh là cầu thủ ghi bàn. Khi TVT bế tắc thì những pha bóng trên không của Gonzalo luôn là một vũ khí rất khó lường. Với bàn thắng vừa rồi, Gonzalo đã ghi bàn thắng thứ 9 ở mùa giải năm nay. Lại có những tình huống căng thẳng. Hôm nay là một trận đấu hiếm hoi, Hải Phòng có thể đá ngang ngửa với TVT. Chính vì thế mà trận đấu diễn ra căng thẳng hơn các trận đấu gần đây giữa TVT và Hải Phòng. Thường thì ở những mùa giải gần đây, khi đá Hải Phòng, TVT luôn trên cơ và chiến thắng dễ dàng. Thành Lương, Gonzalo. Tỷ số trận đấu được nâng lên 3-2. Vẫn lại là Gonzalo. Các thủ Hải Phòng đã xuống sức và đã không có ai theo kèm được Gonzalo. Gonzalo đã ghi 2 bàn thắng trong 3 bàn của TVT đến lúc này. Anh đã có được 10 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Gonzalo rất điều luyện trong những pha bóng như thế này. Rất đơn giản và thuần thục. Không được. Và như vậy là trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư đã nổi tiếng gọi mãn cuộc. 3-2 cho Hà Nội TVT là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chúng ta vừa chứng kiến một trận đấu rất sôi nổi. Đây là trận đấu mà mỗi bên có một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ. Đồng Đức Thắng của Hải Phòng và Hoàng Vũ Samson của Hà Nội TVT. Các cầu thủ Hải Phòng ngày hôm nay đã chơi tốt. Họ dẫn 2-1, tuy nhiên sau đó để thua ngược với tỷ số 2-3. Các bàn thắng của Hải Phòng được ghi do công của Diego Fagan và Đồng Đức Thắng. Trong 3 bàn thắng của Hà Nội TVT, Gonzalo ghi 2 bàn, bàn còn lại được ghi bởi Văn Quyết.